Kính thưa thầy Dương, kính thưa quý anh, quý chị, kính thưa các bạn đồng nghiệp, những nhà đầu tư. Hôm nay chúng ta có chương trình Tốt Sau Bí Quyết Đầu Tư. Ngày hôm nay là vui mừng để được gặp lại người thầy cũ, thầy Lê Thẩm Dương, và thầy sẽ là người sẽ truyền lửa được cho anh em chúng ta. Cảm ơn thầy và cảm ơn tất cả mọi người. Chúng tôi xin được mời lên sân khấu diễn giả tiến sĩ Lê Thẩm Dương. Xin kính thưa quý vị đại biểu, xin kính thưa tất cả các anh chị. Ở đây nó bổ sung cho cái sức khỏe não, những cái hội thảo thế này này, chứ lại không phải là buổi tập thể dục để bổ sung cho sức khỏe cơ bắp. Mà thời buổi hiện nay 3/4 khái niệm sức khỏe nó nằm ở sức khỏe não cơ. Cho nên là nếu sức khỏe não mà nó chạy không kịp thì chúng ta thua với bối cảnh này. Vậy đấy. Cho nên là trong quá trình mà chúng ta làm ấy thì chúng ta cố gắng là vận động cái não của mình. Cho nên là các anh chị đừng hỏi đó, với 11 phân khúc bất động sản, em xuống tay ở phân khúc nào? Bây giờ em có 1.000 tỷ kinh doanh mà vốn chủ sở hữu của em có 300, còn lại 700 em nợ tứ phía. Bên trái thì trái phiếu, bên phải thì nợ ngân hàng, bên này thì nợ anh em họ hàng. Bây giờ giải quyết ra làm sao? Thì nó có N cách giải quyết. Cho nên là trong hành chính thì chúng ta giải quyết một cửa, nhưng trong kinh doanh bắt buộc phải N cửa. Cái đích ở đây mà tôi xuất phát ở đây thì con cái các chị sau này cũng vậy. Để đến đích người ta có N phương án. Các chị ạ, người ta gọi đó là bài toán hồi quy. Và mỗi một kẻ chọn một cái cách đến đích, chứ không có một cách chung nào đây cả. Cho nên chuyên gia trở thành chuyên gia ấy, chuyên cá ấy. Cho nên buộc mình phải đầu tư bằng ý chí của mình. Chứ còn nếu mà các anh chị còn dựa dẫm, các anh chị thua ngay. Ở trong cái miếng phô mai có sẵn, chỉ có ở trong cái bẫy chuột. Không thể có miếng phô mai mà lại nằm ngoài bẫy chuột cả. Mà nó cứ mãi thế thôi. Thế thành thử là ông thầy có làm nên trò trống gì không? Thưa các anh chị, tôi làm cái nghề này chứ tôi không phải là cái anh ở trong phòng lạnh đâu. Tôi kinh doanh rất nhiều. Và xin báo cáo với các anh chị, tôi giúp đỡ các công ty, ví dụ như là Toyota, Honda, Samsung, Bắc Ninh chẳng hạn. Hoặc là ví dụ tôi mới đánh một cái trận tưng bừng ở thị trường London, ở Đức, tôi sang tôi giảng trực tiếp vậy đó. Cộng với các doanh nghiệp mà tôi làm, cho nên tôi mới dám ngồi trước mặt các anh chị. Toàn những nhà đầu tư sừng sỏ đấy, lên nói phét, nói lác, chết đi, không phải đùa được. Cho nên là tôi cảm nhận nó có cái để chia sẻ thì tôi mới dám. Chứ còn nói long qua long quăng không ổn. Cái điều thứ hai nữa là ở trong hoạt động kinh tế như ngày hôm nay, thì những ngày hôm nay là chính phủ và đảng đang có những quyết sách để chuẩn bị cho cái quá trình tháo gỡ. Thì bọn tôi cũng được tham gia một phần, cho nên tôi mới dám nói, chứ còn chả biết cái gì lên nói lăng nhăng chết luôn. Và với cái khả năng của tôi rất là tự chủ, cho nên là chả bao giờ tôi lên bục mà tôi có cặp này. Hôm nay tôi không phải tôi mang cặp, mà tôi mang một đống tài liệu cơ. Thành ra là vì tôi phải đối đầu với các nhà doanh nghiệp thì kinh lắm. Thì các chị thông cảm cho. Và bây giờ thì chúng ta chia sẻ với nhau ở cái chủ đề mà chúng ta đang làm, đó là bí quyết đầu tư. Thì đầu tiên là muốn nấu phở thì phải biết nấu đã. Sau đó đến đoạn 2 là nấu cho nó ngon. Nấu cho nó ngon thì nó cần có bí quyết. Mà bí quyết thì nó là gia truyền, cho nên nó gọi là bí quyết đầu tư. Tôi e rằng nó mang tính thương mại thôi. Chứ còn bí quyết đầu tư ở đây ấy, có nhiều cái không dạy được đâu các bạn ạ. Nó mang tính tố chất. Điều thứ hai, tôi có cảm giác một không khí rất là rõ. Hình như là ở đây nó là bí quyết lướt sóng chứ không phải bí quyết đầu tư. Các chị ạ, cho nên là nó là hai chuyện khác nhau. Cho nên mình nói cho nó bắt. Lúc đây tôi thấy cái slogan ở trên bảng, ở trên màn hình chạy thấy đã lắm. Làm sao cho nó phát triển. Đúng rồi, nhưng phát triển cho nó bền vững. Thì bền vững lại là một chuyện mãi người ta không hiểu, người ta còn chết nữa. Và kết quả thành tựu cá nhân của tôi, tôi lo cho vợ con, thì mọi người đều biết các mặt trận ổn hết cả. Và chắc chắn có những cái mảnh đề trên YouTube mấy ông đi dạy làm sao mà giàu được. Tôi xin lỗi các chị, tôi rất giỏi. Tôi có thế tôi mới nói được các bạn ạ. Chứ không phải cái chuyện lốp cố ở đấy được. Làm thế nào để nó biến thành kết quả. Mà trận bóng đá không ghi bàn thì đá hay mấy cũng không có quyền nói. Vậy thì tôi ghi bàn thì các chị cho tôi nói trước thôi. Chứ còn nói để nói khoác nói lác ấy, nhảy như ngựa ấy, tóc bóng mượt ấy, ruồi đầu té, tôi không phải cái mẫu đâu nha. Tôi cùng các anh chị giúp nhau từng ý một, rất là cụ thể thôi. Nào, phần 1 tôi muốn chia sẻ, còn các anh chị cũng biết có trúng không, nhưng mà tôi muốn chia sẻ trước đã. Phần 1 phết về nhận thức đã. Các chị ạ, các chị ngồi dưới là ông thì đại học, ông thì giảng viên đại học, ông thì giáo sư, ông thì chức vụ. Thì tôi chỉ mong các anh chị làm sao mình gạt được những cái đó sang một bên. Bởi vì cái 4.0 ấy, nó làm cho, nhờ cái công cụ này mà nó làm cho xã hội ấy, các anh chị tin tôi đi, nó thay đổi theo ngày các bạn ạ. Nếu các anh chị một ngày các bạn không đọc cái gì xong đi ngủ, tôi khẳng định các anh chị một ngày thôi, các anh chị à, là các anh chị về thế kỷ 13 các anh chị sống mặc bộ con lê gió bách. Nhưng thực ra cái não là thế kỷ 13, nó nhanh đến mức như vậy mà mình cứ ngồi mình ì ra với mấy cái kinh nghiệm rẻ rách thế này, chết đi. Vậy thì với ý nghĩa đó thì mình nên có cái nhận thức thay đổi một tí. Nào, nhận thức thật ngắn, tôi vừa nói tôi vừa phải canh thời gian này. Đầu tư nó là gì? Cái gì à? Cho nên là khi mà mình nghĩ nó chặt thì cái tay mình nó hoạt động là chặt liền nào. Và cái não nó chỉ huy cái tay ấy. Cái gì à? Thì thưa các anh chị, đầu tư là một khái niệm không chấp nhận bất cứ một hành vi nào. Các bạn ạ, không chấp nhận bất cứ hành vi nào dưới 12 tháng. Wow! Rất đơn giản như vậy. Các anh chị bỏ tiền ra sau một tuần, thậm chí sau một ngày, sau 3 tháng mà các anh chị muốn lấy tiền về với một số lãi cao hơn. Hành vi ấy nó gọi là hành vi thương mại các bạn ạ. Nếu tôi với các bạn không hiểu gốc vấn đề thì mọi chuyện tranh luận trở nên vô nghĩa các bạn ạ. Và cứ một đằng nói một đằng xong rồi lại nói một nẻo. Cho nên hoạt động thương mại là hoạt động ngắn hạn. Nếu các bạn gửi tiết kiệm ngân hàng mà các bạn gửi 6 tháng, ví dụ thế, thì lãi của khoảng 6 tháng nó không cho đập vào gốc đâu các bạn ạ. Và nếu mà dưới 12 tháng thì tiền nó vẫn là tiền. Tôi xin mở đóng ngoặc, tôi là chuyên gia tiền tệ. Tôi liên tục học 15 năm liên tục, cả tiến sĩ là 12 năm và trên tiến sĩ 3 năm. Tôi học chuyên về tiền đấy các bạn ạ. Cho nên là người ta không hiểu, người ta cứ gáy. Vậy thì thưa các anh chị, nếu mà các bạn gửi 6 tháng, lãi nó không đập gốc. Bởi vì tiền nó vẫn là tiền, vì nó là khoản thương mại. Nhưng nếu các bạn gửi trên 12 tháng thì cái khoản lãi tiết kiệm ấy mặc định, các chị ạ, trên máy tính nó đẩy vào phần gốc. Lúc đó tiền trở thành vốn. Vốn chính là tiền, nhưng mà tiền trên 12 tháng. Rất đơn giản. Vậy thì đầu tư ấy, nó chính là hoạt động tạo vốn các bạn ạ. Cho nên trong thị trường tài chính nó có thị trường tiền tệ và có thị trường vốn. Vốn cũng là tiền và tiền cũng là tiền, nhưng một cái là dài, một cái là ngắn. Wow. Vậy thì hôm nay chúng ta bàn về đầu tư. Bàn về đầu tư tức là ói ra một khoản tiền, ói ra khoản tiền, và sau 12 tháng chúng ta kỳ vọng cái gì đó. Còn nếu mà các anh chị đá mà dưới 12 tháng thì lúc đó nó không còn là khoản đầu tư đâu các bạn ạ, nó là khoản thương mại. Còn nếu ở trong thị trường tài chính ấy, thì nó là khoảng lướt sóng, được chưa? Thế thì vậy nó phải rõ ràng cái chứ. Vậy hôm nay là bí quyết cho khoản thông tiền dưới 12 tháng hay là khoản thông tiền trên 12 tháng đầu tư giá trị, đúng không? Thế là mình cứ ngồi mình nói trên cơ sở mặc định thôi, thì mất có vài phút chứ mấy. Mình chốt lại với nhau và nó dùng mãi cho cuộc đời này. Chứ còn cứ nói làm nhảm theo tưởng tượng ấy, thì thực ra ngồi trên bàn cà phê chú nói cái gì chú cũng biết, nhưng thực ra chú không biết gì cả. Đừng đánh giá thấp người đối diện như vậy, chết à, được chưa? Vậy thì kiến thức số 2, bí quyết đầu tư hay là bí quyết gì, đúng không? Thì đấy là cả. Vậy thì thưa các anh chị, các anh chị lấy vợ thì thưa các anh chị đấy là khoản đầu tư hay thương mại? Nó phải cụ thể chứ, mà đầu tư nó phải thận trọng. Trường doanh nhân PR